ảnh đưa cho mình một số tiền thì bao nhiêu thì cuối clip mình sẽ thông báo cho anh em. Và ảnh yêu cầu là xe của ảnh phải lên 110 màu đỏ, xe phải đi thắng đĩa, các chân dài 204, gù nhôm tích tốc, bô quay thái 110, và đặc biệt là phải là phục Nigin. Rồi, ok, trên cái xe này mình làm những cái gì? Bây giờ anh em mình sẽ đi vào sâu bên trong để xem chi tiết ha. Rồi, hello mấy anh em, rất là lâu rồi mới gặp lại anh em ơi. Thì nói chung là nửa tháng vừa qua thì mình có đi du lịch anh em, nên là chưa có ra đẹp ra clip cho anh em. Thì bữa nay là clip nó dồn quá nhiều luôn rồi. Thì cũng rất là xin lỗi anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ gửi đến anh em một con xe này ở Bến Tre, gửi cho mình làm. Thì hôm nay nó đã hoàn thiện rồi. Thì anh chủ xe này có nhờ mình là làm một cái clip để mà kỷ niệm. Ok, xe này là xe gì anh em vào xem chi tiết ha. Xe này cũng rất đẹp anh em ha. Ok rồi, đây anh em ơi, thì theo yêu cầu của chủ xe thì mình che biển số lại anh em ha. Thì xe này gốc là ở Bến Tre. Thì nói cho anh em sơ lược về cái xe này trước. Xe này là một con xe quen pha, được anh chủ xe dọn mọi 110 theo cái phương án là tiết kiệm, tiêu chí là tiết kiệm và tận dụng ha. Thì ảnh chỉ yêu cầu là ảnh đưa cho mình một số tiền thì bao nhiêu thì cuối clip mình sẽ thông báo cho anh em. Và ảnh yêu cầu là xe của ảnh phải lên 110 màu đỏ, xe phải đi thắng đĩa, các chân dài 204, gù nhôm tích tốc, bô quay thái 110, và đặc biệt là phải là phục Nigin. Rồi, ok, trên cái xe này mình làm những cái gì? Bây giờ anh em mình sẽ đi vào sâu bên trong để xem chi tiết ha. Trên con xe này, khi mà quý khách hàng mấy anh em mà bảo mình là khi mà muốn tận dụng lại á, thì đầu tiên trên cái dàn áo này các bạn thấy đây là dàn áo sơn lại ha anh em ha. Dàn áo sơn lại và tận dụng luôn là sao? Có nghĩa là dàn áo của anh này là quen pha. Cái này quen pha nè. Và mình sẽ đi kiếm bốn cái bánh cánh bẩn này của quen pha để mình sơn lại cho nó đồng bộ bạn, tại vì cái bẩn của anh này hư rồi xài không được ha. Đó, rồi tiếp theo nữa là mình sẽ mua, mình sẽ vô cho anh một cái đầu đèn 110 mới và một cái nạ 110 mới. Đó. Có nghĩa là mình sẽ vô những cái đó đồ mới cho anh trai và đồ theo xe. Tại sao phải mua đồ theo xe mà không mua đồ mới? Đồ mới cái bộ này nó cũng mớ tiền ha bạn ha, cũng tiết kiệm được mớ tiền, nhưng mà trước sau gì cái dàn áo này cũng phải sơn lại. Thì mình mua đồ theo xe đẹp mình bỏ vô để sơn lại cho đồng bộ luôn. Và thậm chí các bạn ha, những cái bát trong đây nó cũng phải còn nguyên cành, sát cạnh hết thì nó mới ôm sát được như thế này. Rồi một số anh em lưu ý ha, khi mà anh em ráp cái dàn áo á thì anh em nên mua cái yếm khóa này, yếm khóa thái ha, thì nó mới ôm sát liền như thế này được nha, còn không thì nó hở. Và anh em phải gò phải giũa rất là cực đó. Đó là một cái kinh nghiệm để mình chia sẻ của anh em thôi. Xe này thì hồi xưa á, của bạn này là xe này là xe lốc lốc trắng á, có nghĩa là quen pha lốc trắng là chữ thẳng á, thì muốn lên một chiếc quay thái sơn lại lốc đen thì phải đi luôn cái lốc chữ công, và mình đổi qua lốc chữ công cho anh trai này đó. Thì tất nhiên khi mà dọn sẵn sàng dọn xe quay thái á, thì sẽ là tem thông số thái hết á. Đây, tem thông số hợp xích và tem thông số trên yếm khóa là tem thông số thái đó. Rồi tiếp theo nữa thì cái gấp và cái hợp xích, cái dàn chân để mình xem coi. Hợp xích mới luôn bạn ơi. Hợp xích mới đó, nguyên cây phuộc nai nè, nai zin mới tinh luôn ha. Câm là câm zin, niềng là niềng Siam Gucci ha. Niềng Siam Gucci đúp. Thì có một số anh em bảo á, cái niềng Siam Gucci mà phía sau chữ đúp này là của quay, còn phía sau chữ S là của rim. Không phải nha các bạn nha, cái này là mình nói lại nha, một số xe quay nó vẫn là chữ S ha. Một số xe quay nó vẫn có chữ S phía sau, chứ không phải là xe quay là chữ chữ đúp đâu, không phải, tùy theo đời nữa các anh em ha. Rồi bên đây thì vô nguyên một cái bô 2543 NF110 zin đít đen, nổ êm ấm tê lắm anh em, đã lắm đó. Bên đây thì lốc nè, lốc nồi bên đây thì tận dụng lại, tại vì lốc nồi bên đây sơn lại mình thay cái chụp ngoài này thôi là nó giống thái rồi, không cần phải thay đó. Rất là đẹp luôn ha anh em ha. Trên con xe này nói chung là làm cũng rất là kỹ cho anh trai này. Phía sau này là mình tận dụng lại cái má đùm của ảnh ha, cái má đùm cũ của ảnh mình sơn lại và mình vô cái đùm mới. Xe của ảnh hồi xưa là bánh mâm ha,
xe bánh là xưa là bánh mâm và vô lại là vô bánh căm, vỏ thì đi cặp vỏ camel gai đun lớp luôn, rất là đẹp luôn các bạn, gai tua tổ luôn nè. Đó, đã chưa? Rồi tất nhiên là cái dàn chân mà mấy bạn muốn đẹp á thì các bạn phải vô ốc khá hết nguyên cái dàn ốc, phải vô lại dàn ốc không vô khoảng hơn 50%. Đó, và đây là cái đập máy, đây là thắng. Một số anh em bảo là, ủa sao mà dọn xe mà cái này cái cốt máy này đen hui. Nói chung là đen là nó có cái màu zin của theo thời gian không bạn ha. Và mình cái máy không trẻ thì mình không có đụng tới cái này được. Khi nào những cái máy trẻ làm full thì mình mới xử lý được cái này. Để nói để cho anh em hiểu chứ không phải dọn mà tự nhiên để cái vậy đâu các bạn, dọn full thì nó khác. Còn cái câu chuyện ở đây là anh này yêu cầu mình là dọn tận dụng đó, và tiết kiệm nhất có thể. Thì cái dàn tiết kiệm thì mình cái dàn đĩa trước này mình vô cặp phục mới à, cái đùm thì mình đi cái đùm theo xe, tại vì có sơn dàn chân nữa các bạn, sơn dàn chân sơn lốc rồi đó, thì bỏ bỏ cái đùm theo xe vô sơn lại và mình vô lại ốc zin rồi lại heo này, heo theo xe nè, heo ít thì theo xe nè. Đó, dây dầu theo xe nè, bạn thấy cái dây dầu này nó giá trị ở khúc này, nó dài dài nè, còn mấy dây dầu mới bây giờ nó rất là ngắn. Đó, dây này là giống dây dầu theo xe luôn. Rồi anh này kêu yêu cầu vô một cái rổ luôn, cái rổ zin quay thái 110 ha, cái mẫu này mẫu Thái Lan mẫu mới bây giờ tem H2C. Thì trên đây thì kiến luôn, kiến zin H2C luôn. Đây các bạn. Kiến này chân ngắn ha. Chân ngắn kiến xanh mà kiến rất là đẹp luôn. Cầm thì đi cầm công tắc nè, cầm công tắc mới tinh. Đồng hồ thì để tiết kiệm cho anh chủ xe vẫn đi đồng hồ quay quay thái nhưng mà theo xe thôi. Đó. Đó anh em ha, trên đây thì cao su tất cả mọi thứ đều nghiêm chỉnh cho anh trai này hết ha. Đó, tay là tay dầu zin luôn, và tay đen đàng hoàng. Tay đen là bóp rất là nhẹ nhàng anh em. Đó. Anh em nghe không? Đã không? Đó, rồi xong. Tiếp theo nữa là khi một con quay alpha lên quay thái 110 thì cái đèn hậu này mình phải đổi xi nhan vàng, và mình cái đèn, nếu mà đúng quay alpha còn zin thì cái đế trong các bạn vẫn xài được và các bạn chỉ thay cái chụp ngoài thôi. Đó, còn cái phần phía trước là phải thay toàn bộ. Phía trước là phải thay hết luôn các bạn. Thay từ bàn thờ, bộ cổ, pha đèn, xi nhan luôn, nó khác nhau hoàn toàn, không có xài lại được của quay alpha anh em ha. Đó. Đấy để cho anh em biết lên 110 nó cần những cái gì, và cái nạ các bạn cũng thấy nè. Cái nạ của quen pha nó sẽ khác ha, nó có hai cái đường rất là mỏng ở trong, còn cái nạ của quen pha thì nó lỗ to, còn cái nạ của quay thái 110 có hai đường chỉ này thôi đó. Rồi xong, một con xe quay thái 110 quen pha lên quay thái 110 chỉnh chu tiết kiệm thì nó hết bao nhiêu tiền. Thì lúc trước á, cách đây khoảng vài tháng thì mình có thể nhận cái xe này tầm khoảng loanh quanh 25 30 thôi các bạn. Nhưng mà thật sự với thời điểm hiện tại, bây giờ giá phụ tùng nó lên từ 10 tới 20% và công cán thầy thợ gì, anh em nó cũng phải lên hết, xăng dầu rồi tất cả mọi thứ đều phải lên hết, thì hiện tại cái xe này phải nằm loanh quanh 35 thì mới làm đủ hai anh em ha. Thì cái xe này mình cũng nói luôn, công báo thiệt hại với anh em luôn, thì cái xe này nó nằm đâu đó loanh quanh khoảng tầm từ 35 cho tới 38 triệu. 35 tới 38 triệu anh em ha. Rất là đẹp, làm hết từ trong ra ngoài. À, để mình nói thêm cái phần máy móc thì mình làm gì trong trong cái xe này. Thì cái xe này là xe quen pha zin. Thì đầu tiên anh trai này là muốn là lên quay thái 110 luôn, nhưng mà thật sự mình nói là cái nhu cầu của ảnh và cái kinh phí thì thật sự là không cho phép lên 110. Để phân tích cho anh em lên 110 nó gồm tốn kém những cái gì. Khi các bạn lên 110, điều đầu tiên các bạn phải lên là cái dên và cái lòng. Có thể anh em tận dụng được cái đầu bò của quen pha để xài ha, nhưng mà không thể nào mà giữ lại cái lồng và cái dên được. Nếu có thể trường hợp mà anh em muốn xài lại thì anh em sẽ lấy cái lốc bơm của thằng quen pha này anh em chế lên 110 thì có thể xài được, nhưng mà đa phần nếu mà muốn ngon bạn nên lên luôn cái lốc 110, cái lốc bơm 110 luôn đi cho ngon, chế chế cháo cháo chi mốt về zin là lại mất mất tiêu cái lốc bơm nữa, là tốn tiền nữa. Và cái quan trọng hơn nữa đó là mâm điện bên đây là cái này để bạn à, vô lăng, mâm điện, bình xăng con và IC, ba cái món lên 110 rất là quan trọng để nó đúng với cái chất máy của 110 thì phải lên đủ bộ như thế. Thì lanh quanh nó đâu khoảng tầm 12 triệu ha bạn, lên full như thế từ quen pha lên 110 nó lanh quanh tầm khoảng 12 triệu. Thì thật sự mà nói khi một cái máy này của ảnh cũng còn khá là đẹp, khá là đẹp, mình làm lại chỉ có là xe này làm lại đầu nồi, chỉ có 1,5 triệu thôi, và mình thay cái bộ bạc áp bít tông
thay một số cái mặt đạn cam rồi thôi, xin cam xích cam rồi thôi, chứ ngoài ra cũng không có thấy gì nhiều và thấy nhớt thôi. Thì bây giờ chạy rất là êm ái ha, rất là êm ái và nhẹ nhàng luôn các bạn, êm ái rất êm và xe chạy rất bốc ha. Đó, nhẹ nhàng. Cục đề của ảnh lúc trước là cục đề lô luôn đó, thì mình vô là cục đề zin luôn anh em à. Đó anh em nghe tiếng máy đó, im ru nè đây đó anh em, im ru mà cái máy chạy nhẹ zin, đúng zin chắc zin của nó thôi, chứ không có mấy cái máy zin mà các bạn đòi chạy 101, 102 là các bạn phải độ ha. Còn xe zin thì nó 100 khối thì các bạn chạy đúng 100 nghỉ. À, mấy xe nào ráng ráng lắm đổ dốc hay gì lên được 105, 110 thì có. À, còn chạy 101, 102 thì chắc không có. Đạp liền lên trong đi thẳng đường thẳng mà 101, 102 là phải độ các bạn ha. Rồi. Xong. Một con xe quen pha lên quay thái 110 cho anh trai Bến Tre. Quá đẹp các bạn ha, nhìn từ xa không bao giờ biết quen pha đâu các bạn. Không biết được đâu. Chắc chắn sẽ là không biết xe quen pha. À. Rất đẹp luôn, mấy cái pha đèn xi nhan này là vô đồ mới hết luôn các bạn nè, nó trong khe các bạn ha. À, đẹp đó, rất là đẹp luôn. À, mở cho anh em ra coi phía trong luôn. Đây máy nó nổ thì thầm bấm cái là nổ, bấm cái là nổ các bạn. Bên trong từng bên trong bên ngoài luôn ha, yên này thì cũng tận dụng lại cho anh này luôn, lợp với bọc lại đó. Bên trong đây, đây là bên trong cốp 110, yếm hóa, bướm khóa, bướm yên gì đèn khè hết, cản cản mới, tất cả mọi thứ trong đây đều rất là đẹp luôn ha các bạn ha. À, chứ không phải dọn bên ngoài lộng lẫy, bên trong nó xấu ha. Từ bên trong từng sườn, dây điện sườn, chén cổ, chén ba ghi đông sổ khỉ làm hết luôn rồi, làm hết tất tần tật hết rồi. Bây giờ anh em mình nghe một xíu nhạc và cũng như là xem hình ảnh của em nó nha, cái lúc mới nhận xe và bây giờ nó biến thành như thế này. Em kinh nhớ like và theo dõi video của mình tiếp theo nha. Tại vì bây giờ mình làm video lại thường chứ bỏ bên em cả nửa tháng tháng này rồi. Ok. À, để mình đề máy lại cho anh em cái nữa nè. Rất là nhỏ nhạy nè anh em nè. Nổ lên anh em. Đó, đây. Đã chưa? Nổ lên anh em. Quá đã. Rồi. Ok. Các bạn này. Em có nhớ đi đâu không? Ta vẫn cứ cố gắng chung bước, dù phía trước là bao giờ. Nên xin em đừng phản bội anh cho bao nhiêu đau kia thêm dài. Anh đau trong lòng vì nhận phải một nghĩ mình sẽ quay lại. Dài đường dài em đi, nó đã có hình bóng ai rồi. Đêm nay em chờ đợi anh, sao mà em lại nhắn. Hãy subscribe.